Vô dọc mét nha. Ui. Cái gì vậy đó? Dạ. Ở đâu? Trả sổ ra. Ôi dữ. 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 Chào con gậy. Ủa đánh phải đánh gì đó, đập cái đầu đó cha. Ôi. Hồi nãy chó hay ghê chứ. Chó nó sủa nè. Rồi đập đi, ghê quá. Đập nó mẹ. Cây nè. Đây cây ra. Ai biết. Đừng đi lại đặng ghê lắm. Mày không đi đâu. Chú bà không còn đi ghê quá, chú bà hết chém đi luôn rồi. À. Lấy cái cây gì cây. Được rồi, nó ấy rồi. Tớ đang chạy. Chết chưa. Mà cái bụng nó nè. Thì đập bụng nó luôn. Sợ nó ra. Ôi trời ơi, trời ơi. Dạ. Thôi. Chó hay chứ. Nghe nó sổ luôn mà. Ê Tim. Tim. Ghê. Ôi chú ba vô. Vô sợ. Đi vô đây. Ôi lị ớ ớ sao luôn. Đi anh ơi. Chú. Ê chị Tim đừng đi. Đừng có đi vô mấy cái đó. Ghê quá. Đi đi. Đi đường kia đi. Chôn nó luôn nha mẹ, đừng để xác nó đó mẹ. Ôi cái đuôi nó còn nó nhát như quỷ vậy ta. Vậy. Rồi. Thịt nhát luôn. Rồi chú ba cùi. Đây nè, đi. Cái gì đâu mà. Có ông nội. Sổ không sao đâu. Có ông nội cầm cái thước bảng mà. Tinh mát lắm. Giờ đi theo nó là an toàn nhất á. Đi chó, đi. Đi mày. Đi. Đi mày. Hộ tống. Đi. Hộ tống. Hộ tống. Hộ tống. Gì vậy? Dạ. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ghê quá. Mày nó hết hộ tống. Mày nó kêu cho hộ tống à. Hết hộ tống. Đi đi nhẹ lên đi. Nó mất hậu tư à. Ôi ghê quá. Đâu? Đâu? Đâu hay đâu? Ôi. Cái này ghê lắm nè. Ui, xí gà tim, ngắn nè. Ôi cái đầu nó cũng đâu đến nỗi dẹp đâu. Ui nó còn sống kìa. Thì đó, giờ mà đốt nè. Ôi kinh tiên cá. Ẩm nó không chịu vô kìa. Cây nó đó không sao đâu mày đốt rồi. Tiền chiên chó đứng ghê nãy nó về đó. Đứng thôi thôi nó còn sợ con chó sợ kìa. Con chó sợ con vịt á. Hồi sáng vịt vịt cồ xử nó bắt cường chết luôn. Ủa nó còn nhúc nhích luôn kìa. Ừ. Thì cái đuôi nó nhúc nhích thôi. Cái bụng nó bự bự chảm thấy không cái ảnh ha. Bụng đó nè. Bụng chà bá luôn. Vì con nắm gì sao đổ. Lấy thêm đi. Thì từ từ cho nó cháy đi. Rồi mày lấy thêm cho mẹ đi. Chà chà. Ủa lấy dừa nè. Rồi đây. Đúng rồi tốt rồi kia. Nè. Trời tiên. Tin nó giỏi kìa, nó biết cho vịt ăn kìa. Cho vịt ăn, có đâu con bắt vịt coi. Bắt vịt coi. Tin. Bắt vịt coi. Chứ để cái bụng nó. Nó bắt vịt, nắm cổ nó liền. Vậy là an toàn. Bụng cà bá cái gì cũng chết. Nhận bữa nay đi cũng hên. Để này nó sanh sản ra. Ủa sao ít rồi chắc ít rồi. Thôi chết rồi nè. Nhi. Ừ. Ừ.
gì đó mà ghê chứ tiếc nữa. Ngồi thơm thức rồi nè. Chim cho chưa cho việc ăn. Tại sao mà không nghe ít thấy tụi nó? Là tại vì có con chó nè. Đấy, nó cũng làm được việc cũng vô dở không? Trời, nó sống ngày bị tới nào hụt cào hụt dịch ta. Nói về tao đòi xử nó hoài đó. Thôi nay thôi để lại đi. Ủa sao mày đâu có sạch ta, lấy thêm cổ nhóc. Nhìn cái bụng nó giống 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 tiền thiên quá. Thôi chết rồi, nhiêu đi chết rồi mà. Chết rồi. Chết rồi còn gì nữa. Mẹ có mùi thơm đó không? Tiêu diệt tận gốc. Đòi nhỏ gì nè. Tụi con mơ để lại nhỏ chi. Rồi được chưa? Phải lên. Cái heo này nó nghe mùi thơm rồi đó. Phải lên thang nó còn trong nó làm chi. Mày đốt kỹ kỹ tới đi. An tâm. Nó thải với sử dụng cá ăn bây giờ. Cá nó đốt vô họng bây giờ. Chưa mà. Chọc sai xưa luôn. Chính chưa? Còn đâu nhậu. Ok, hành thang cả. Mà sao nó còn bự kìa. Đốt cái xong đi. Thành phẩm. Thành phẩm này nè.